Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Cây thường xuân hợp mệnh gì, tuổi gì, ý nghĩa cho phong thủy. Cây thường xuân có dáng vẻ mềm mại, tạo nét tinh tế cho không gian hoàn hảo. Hơn nữa, loại cây này còn có nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp nên càng được nhiều người yêu thích. Cùng xem thêm thông tin chi tiết cũng như tuổi và mệnh nào phù hợp để trồng loại cây này trong bài viết dưới đây. Nguồn gốc của cây thường xuân. Cây thường xuân hay còn được gọi với cái tên là trường xuân, hay cây cảnh dây nguyệt quế, hay cây dây lá nho, hay cây vạn niên. Nó có tên khoa học là Hedera helix, thuộc chi dây thường xuân, họ cuồng cuồng. Cây có nguồn gốc từ Tây Á và châu Âu. Đặc điểm của cây thường xuân. Đặc điểm nhận biết là cây mọc dạng thân leo, thân có nhiều đốt, ở mỗi đốt sẽ có lá và dễ phát triển, giúp cây bám chắc vào tường hay chậu. Cành non có lông phủ dạng vảy cá, lá non có màu xanh nhạt và chuyển thành xanh đậm khi dần trưởng thành. Hoa nhỏ, 5 cánh hoa chụm lại như hình cái ô, có màu vàng nhạt và mùi thơm nhẹ nhàng. Cây ra quả sau 1 đến 2 tháng ra hoa. Quả thường xuân có màu vàng hoặc hơi đỏ, cây trồng làm cảnh thì gần như không có quả. Cây ra hoa vào đầu mùa thu. Tác dụng của cây thường xuân. Thường xuân là loại cây đẹp và có nhiều tác dụng trong đời sống hàng ngày, ta có thể kể đến những điểm sau. Cây được trồng để trang trí, làm hàng rào hay được trồng để làm móng mát, mang đến cảnh quan tươi mát và sinh động hơn, giúp môi trường sống thêm đẹp mắt, tươi xanh, tạo cảm giác thư thái. Cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, ngăn chặn các chất gây ung thư từ nicotine tỏa ra từ thuốc lá, từ đó giúp giảm nhiệt độ môi trường, cung cấp oxy để quang hợp, giúp giải tỏa căng thẳng, stress. Cây thường xuân hợp mệnh gì? Theo ngũ hành phong thủy, cây thường xuân đại diện cho hành thủy, bởi vậy phù hợp với những người có mệnh thủy hoặc mộc. Tuy nhiên, đây là loại cây xanh tốt quanh năm nên tất cả các tuổi đều có thể trồng được. Cây còn có ý nghĩa phong thủy là xua đuổi âm khí, mang lại bình an và may mắn cho chủ sở hữu cây thường xuân trong nhà. Cây thường xuân hợp tuổi nào? Cây thường xuân với ý nghĩa vươn tới sức sống mạnh mẽ, vậy nên nó có thể hợp với tất cả các con giáp. Vì vậy, dù bạn thuộc con giáp nào, bạn cũng có thể yên tâm trồng loại cây này trong nhà. Vị trí trồng cây thường xuân. Dù theo không gian phòng ốc của mình mà chọn kích thước với cây phù hợp, dùng để trang trí nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, phòng khách, trồng trong chậu để bàn, treo ở ban công hay làm hàng rào. Còn xét về mặt phong thủy, cây thường xuân thuộc hành thủy, vậy nên cây tương đối hợp với người mệnh thủy. Trồng cây thường xuân trong nhà ở hướng đông giúp người mệnh thủy hấp thu được nhiều sinh khí do loại cây này mang lại. Ý nghĩa của cây thường xuân. Cây thường xuân là loại cây xanh tốt quanh năm, biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc. Nó còn có sức sống mãnh liệt, ngay cả trong mùa đông giá rét. Vì vậy mà cây thường xuân còn mang ý nghĩa giúp xua đuổi tà ma, xóa tàn ân khí, vượng dương, mang đến bình an và may mắn cho gia chủ. Cây luôn xanh mướt quanh năm, cùng dây leo bám chắc, tượng trưng cho sức sống của tuổi trẻ và sự vĩnh hằng. Cách trồng và chăm sóc cây thường xuân. Đất trồng. Cây thường xuân dễ trồng không nên đất, nhưng phù hợp với tất cả các loại đất tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng. Nên chọn các loại cây đất mùn pha với dơ dừa, chấu để chắc chắn chất lượng cần thiết. Bên cạnh đó có thể sử dụng thêm phân chuồng ủ mục nhằm gia tăng hàm lượng chất dinh dưỡng. Nước. Cây có nhu cầu tưới nước tương đối, vậy nên có thể tưới khi đất khô. Nếu để cây ngoài trời với thời tiết mùa hè nắng nóng, còn để trong nhà kín, bạn có thể tưới nước 2 lần một tuần cho cây. Nhiệt độ, ánh sáng. Nhiệt độ thích hợp để cây thường xuân phát triển là từ 15 đến 25 độ C. Cây có thể quang hợp dưới ánh đèn huỳnh quang. Tuy nhiên tốt nhất nên để cây dưới ánh nắng buổi sáng sớm. Bón phân. Một năm nên bón phân cho cây 2 lần vào mùa hè và mùa thu. Cắt tỉa. Cây không cần cắt tỉa nhiều. Nếu như bạn có nhu cầu tạo hình theo đúng ý muốn thì việc cắt tỉa là cần thiết. Hãy cắt tỉa bớt những cành lá leo quá nhanh và mọc lung tung, ảnh hưởng đến các loại cây khác ở xung quanh. Đồng thời, hãy chú ý đến cành lá bị héo úa hoặc bị sâu tấn công cũng cần được loại bỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.